Trên đường vào chỗ Đốc Sâu thì gặp mấy anh em Hà Nội. Đây toàn là mấy anh em quen biết hết, đây anh Tiến này, ba Hạ Thăng Long này. Đấy. Đấy chó anh em đi chứng nhận về đều đạt ok hết mọi người ạ. Đấy. Đấy. Ok hết rồi. Đây, nói chung là như cái con này đều ok này. Đấy. Khá là quá tuyệt vời luôn. Đấy. Đây. Lồng lá khung vệ đều ok. Đấy. Cô chú anh chị em ơi. Bây giờ là khoảng 3 giờ 17 phút. 3 giờ 7 phút. Thì em đang vào trong cái trung tâm thể thao của Đằng Lâm Hải Phòng. Đây, hiện tại nước đang ngập. Đây, giày dép em này. Đấy, em đi đang vượt qua cái chỗ này này. Hiện tại đấy. Đấy, video này thì em làm riêng về dòng xù nhá. Đấy, bây giờ em sẽ vào chỗ này. Và chỗ này em sẽ check cho mọi người xem là cái dòng Bắc Hà xù thì anh em chứng nhận như nào. Hiện tại vừa với ra là có rất nhiều anh chị em là đã ra và đã chứng nhận ok rồi. Đấy. À, lại gặp anh Dương Thiện Vũ đây rồi. Ok à? Anh đi trèo đằng sau mới gặp. Nói chung là khá là lặn lội đấy mọi người ạ. Đấy, khá lặn lội luôn đấy. Đấy. Nói chung là trên bản em còn lặn lội nhưng mà xuống đây nó còn lặn lội kinh khủng hơn đấy ạ. Đấy, đấy. Cho mọi người về hết rồi ạ. Dạ, 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 dạ. Thôi. Nói chung là Đốc Sâu hôm nay thì hiện tại đến thời điểm này ấy. Đến thời điểm này thì ở đây em đếm khoảng trên đầu người thôi. Đấy, Đốc Sâu của Bắc Hà thì cô chú anh chị em đã về rồi. Đấy. Đấy, à, anh chị em lên trên hết rồi. Vì em sẽ đi lên trên kia để quay cho cô chú anh chị em nhé. Khoảng 10 đến 15 phút nữa thì em sẽ ngược về Hà Nội. Ôi trời ơi. Ở dưới vùng xuôi cũng ngập như này chị nhở. Ở trên bản em bị ngập như này luôn đấy. Thật sự luôn, trên bản em ngập nhiều hơn này luôn. Nhưng mà về đây mới thấy nó ngập nhiều này. Đấy, em đang ở dưới cái chỗ sân trung tâm thể thao này này, ngập hết rồi ạ. Đây. Nhưng mà lên trên này thì anh em khá là đông vui. Ghế mà ngồi đây này. Dạ. Dạ vâng, ok anh. Đấy. Dạ. Các bác nhìn thấy ai đây không? Nhìn quen không? Đấy, bác Hỏa Long đấy. Sản sinh ra những cái con cực kỳ khủng luôn mọi người ạ. Anh Hỏa Long có những con sấm này, con lửa này. Đấy. Đấy, cực đẹp luôn. Hôm nay trời mưa quá. Đó. Vâng, dạ. Dạ, ok, dạ. Đây ạ. Là khá là nhiều anh em ở trên này. Bây giờ em lên em thăm lắm, em hỏi han một chút thôi. Không là em ngược về dưới. Thực ra là chó thì anh chị em, cô chú anh chị em biết thừa rồi. Đấy, ủa ôi, ngập hết này mọi người ạ. Đây, đây, đây. Đấy, mưa ngập hết này. Đấy, Hải Phòng này, Hải Phòng ngập hết này. Đấy, cô chú anh chị em Hải Phòng nhá, xem xét nhá. Em chả biết đâu. Em chả biết đâu nhưng mà em vào đây này, đấy. Đây, đây. Anh F0, anh đi đâu ấy? Anh đi một vạch rồi. Ông chắc chưa? Đây là anh đây là anh Trung Ly. Anh có những con chó thực kìa. Anh ấy có một cái con chó đực là cái con gì nhỉ anh nhỉ? Em kết với con Lim của anh ấy, thật sự luôn. Con Lim tuyệt vời luôn. Rất là thích con Lim luôn. Đấy. À, anh chị em, cô chú anh chị em đang ở chỗ trên này này. Đấy. À.
hiện tại là anh chị em áo đang đẩy lên trên này, đẩy trên này này, đấy, đẩy lên trên này, dòng Bắc Hà này, đấy. Gặp em là chó nó thành sao hết. Em là bùi bầu 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 sao đây. Anh ơi, bây giờ phải 200 cốp luôn này. Em không cần, em không đây. Đây là đây là thạch, đây là thạch, thạch Thái Nguyên, thạch Thái Nguyên, thạch Thảo đây, thạch Thảo, thạch này. Và đây thạch cái nhở, thạch ơi, tớ Hoàng Trung Hiếu, nick Facebook Hiếu Mán. Ok, thạch thạch 90 bằng tuổi tôi đúng không? Ok, đấy. 4 tuổi hôm nay mới đi thi à? Đấy, ok, đấy. À, thằng nào hai vợ chồng vui đây, chúc mừng nhé, vợ chồng nhá. Hai vợ chồng rơi nước mắt. Thạch ơi, cái con này là cùng đàn hay là bố của cái con nô của anh Châu Phúc? Bố ạ? Bố của anh, bố của con đô Châu Phúc nhờ? Đây là bao nhiêu cân anh nhỉ? Đây là con của con này là mèo nhỉ? Con này con mèo này mọi người ạ, con mèo của bạn Thạch bên Thái Nguyên. Vợ chồng Thạch với lại Thảo, vợ chồng Thạch Thảo ở Thái Nguyên. Đấy. 31 cân quay đầu. Còn nó đang nằm bảo 28 cân ăn chơi tiền rồi. Em nuôi chó rất nhiều con nào. Lại chơi tiền á? Bây giờ từ Lào về Bắc. Lại chơi tiền á? Thôi, lại chơi tiền á? Ờ, từ Hà Nội tới chơi. Khán giả. Ok, hết rồi. Ra rồi anh. Chơi anh á. Đây là cái con sampao của anh Thủy. Con này con sampao của anh Thủy. Đấy. Rồi anh em vừa nói chuyện vui tíu táo ở ngoài kia thôi. Đấy là cô chú anh chị em đấy. Con sampao anh Thủy mọi người ạ. Đấy đấy. Anh Thủy Đông Anh ạ. Dạ. Dạ. Kiểm tra con này xem. Con này con mèo của bạn Thạch Thái Nguyên. Đấy, con Thạch Thái Nguyên là con của đô của anh đô, con đô của anh Châu Phúc mọi người ạ. Đấy, bố của anh đô Châu Phúc mọi người ạ. Đấy. Ừ, nhưng mà nghe em đợi tí, em đang xăm soi cái con trắng này. Dạ, con trắng. Anh ơi, con trắng này thực ra là con trắng này là con của anh. Em xem mấy con chó. Xin phép mọi người nhé, nãy con nói hơi quá một chút nhé. Đấy. Cái con này. Đây. Ê, thế rồi. Con rồi. Nè, chó này. Này. Nhắn tin hôm qua là chuyển luôn. À đây. Nó đỏ đạt rồi, ok rồi, xong rồi. Đấy. Nhưng mà nó muốn tìm hiểu con trắng. Tìm con trắng này tí này, con trắng này. Không bây giờ về ra kia là nó chụp cái ảnh nó không trắng. Chú. Ra chú tí. Con trắng này là cái con của bác gì nhỉ? Con này á? Vâng. Con này con của Thạch. Thạch Hải Phòng á? À Thạch Thái Nguyên á? À con này con của Thạch Thái Nguyên à? À con này cũng của Thạch này mọi người ạ. Đấy, con này cũng của Thạch Thái Nguyên.
Thạch Thánh Nguyên. Thạch Thánh Nguyên. Em chưa nắm, chưa biết được cái con này luôn ấy. Thực ra là chưa biết về con này luôn. Nhưng mà chưa biết về con này luôn mọi người ạ. Đấy. Đây là hiện tại là còn mấy con nữa thôi, còn mấy con chốt cuối cùng luôn mọi người ạ. Đấy, em quay lốt mấy con sù bắc hà luôn mọi người nhá. Đây. Đấy. Đấy. Còn chốt luôn mấy con bắc hà. Được cái nhá. Cái. Cái. Xe tua này. Có thuốc đi xuống xe xuôi. Chúng ta đã ra ngoài đi về xuống ăn được đấy. Chịu. Không còn việc à? Không còn chuyện gì nữa. Mình cứ chỉ cho mình chỉ thấy đẹp mình mua thôi đấy. Chẳng biết cái con này về mà làm cái gì. Đẹp thì vẫn. Em thấy cũng loại này đứng sau một chỗ này không có nào, không có nào đẹp bằng con này. Xin lỗi mọi người nhé, em im lặng từ nãy giờ em không nói gì, em quan sát, em đánh giá anh cô chú anh chị em giám khảo đánh giá chung về con chó.
được không? Con lên đây được không? Ok đấy. Ok đấy. Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia cái chương trình Đốc Sâu của ngày hôm nay là ngày 16. Ngày mai còn có chương trình tiếp. Thì lịch trình của em là chiều nay về Hà Nội. Đấy, chỉ là cái con ngáo của Bắc Hà TV. Súng hoa thưởng là đã đạt chứng nhận rồi, ok nhá. Đấy là bây giờ em anh em sẽ ngược từ Hải Phòng về Hà Nội. Cảm ơn tất cả các cô chú anh chị em đã luôn ủng hộ cái kênh của em. Đã. Bây giờ em xin phép là sẽ tiếp tục cái chương trình hành trình từ Bắc Hà, từ Hải Phòng về ngược về Hà Nội rồi ngược về lên Bắc Hà. Mong mọi người tất cả sẽ ủng hộ em. Khả năng là thực ra là đến cái thời điểm này thì nó ngập lụt hết rồi. Đấy. Đấy, bây giờ em khẳng là xin phép dừng kết thúc video ở đây. Đấy, chúc cô chú anh chị em một ngày cuối tuần vui vẻ. Bây giờ em sẽ ngược về Hà Nội chơi với mấy cô chú anh chị em. Rồi em sẽ về Bắc Hà. Hôm nay cũng hơi uống hơi nhiều. Đấy, đây, ngập lụt luôn này. Dạ đấy. Rồi, ok, chào mọi người nhé. Hẹn mọi người video sau nhá. Chúc tất cả mọi người một ngày vui vẻ, cuối tuần hạnh phúc. Dạ ok, chào mọi người, hẹn mọi người video.